Rạng sáng hôm nay, gần 1/3 mặt đường nhựa tuyến quốc lộ 91 nối tỉnh An Giang với thành phố Cần Thơ đã bị sụp hoàn toàn xuống sông Hậu với chiều dài là 85m, đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ký quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn giao thông. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người và tài sản. Trong khu vực sạt lở có 26 hộ dân, địa phương đã hỗ trợ 15 hộ dân di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện đang tiếp tục di dời 11 hộ dân còn lại đến nơi an toàn. Các ngành chức năng của tỉnh và huyện Châu Phú thực hiện phân luồng toàn bộ các phương tiện ô tô tham gia giao thông từ hướng Long Xuyên, Châu Đốc và ngược lại đi vào tuyến tránh sạt lở quốc lộ 91 từ cầu Bình Mỹ cho đến cầu Cây Dương. Nguyên nhân vụ sạt lở được xác định là do lòng sông có nhiều hố xoáy gây sạt lở, nứt đường, tương tự vị trí cách đó khoảng 340m đã sạt lở gây nứt đường vào năm 2010.